À, sau đây thầy hướng dẫn em cái công thức của gò đã. Trước hết là công thức của gò. Thế thì cái gò này nó là cái gì? Thì bây giờ người ta tính gò là cho những vật gần mặt đất thôi. Là cho những vật ở gần mặt đất nhưng mà những vật ở gần mặt đất. Đấy. Cái gò nghĩa là gì? Gò là gia tốc trọng trường nhá. Cái gò này này có nghĩa là nó là gia tốc trọng trường. Gia tốc trọng trường đó là những cái vật mà gần mặt đất thôi. Vậy thì những cái vật mà gần mặt đất thì trọng lực của nó chính là P bằng mg. Đấy, những vật mà gần mặt đất thì P bằng mg. Và cái P này là trọng lực, và trọng lực cũng chính là lực hấp dẫn, chính bằng lực hấp dẫn bằng F hấp dẫn. Đấy, lúc này tôi tính bằng g nhân m trên r cộng h tất cả bình. R cộng h đó là cái gì? Đây. Hình ảnh đây. R cộng h nó chính là tổng khoảng cách. Đấy, r cộng với h chính là tổng khoảng cách từ vật tới à từ tâm trái đất này, từ tâm trái đất tới vật đây. Đấy. Tâm trái đất tới vật thì tổng cách r cộng h. Thế còn những cái vật mà gần mặt đất thì nó không có cái việc h bằng r đâu. Việc h bằng r là thầy tính cho cái trường hợp vệ tinh, thế là vật ở xa mặt đất. Rồi, vậy thì bây giờ mình rút gọn đi. Đấy, từ đây ta mới suy ra mg, đấy hai này bằng nhau này. Đấy. Mg bằng gm nhỏ trên r cộng h tất cả bình. Đây ta mới suy ra là g sẽ bằng đây hai rút gọn đi, g sẽ bằng g lớn trên r tất cả bình. Thế tại sao lại như thế? Ở đây còn m lớn nữa, thầy xin lỗi, cái này còn m lớn nữa. Còn m lớn và m lớn nhân m nhỏ. Để chế cái này, thầy xin lỗi, bổ sung này nhé. M lớn nhân m nhỏ, còn đi. Vậy g nhân m lớn trên r bình. Thế tại sao? Tại sao thầy bỏ qua cái h đi? Bỏ qua. Tại sao lại bỏ qua? Lý do là những vật ở gần mặt đất. Những vật ở gần mặt đất thì cái bán kính nó rất nhỏ so với cái khoảng cách này. Cái h này nó rất nhỏ so với bán kính. Bỏ qua. Do gần mặt đất. Thì h rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với bán kính. Thế chính vì vậy mà ta có thể bỏ qua cái h. Ví dụ như là bán kính trái đất là 6.400 km. Nhưng mà những vật ở mặt đất nó chỉ vài trăm mét thôi. Vì vậy mà cái h này bỏ qua. Đấy, vậy tóm lại ta công thức nha. Công thức ở đây sẽ là g sẽ bằng g nhỏ đây là gia tốc rộng trường sẽ bằng g lớn nhân với m lớn chia cho r bình. Thế còn g lớn là hàng số hấp dẫn. Em biết rồi. G lớn nó chính là bằng 6,67 nhân 10 mũ trừ 11. Thế còn cái này là khối lượng trái đất. Thế còn R là bán kính trái đất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo. Áp dụng cho vệ tinh. Những vật là vệ tinh thì nó ở rất xa. Đấy, rất xa trái đất thì vậy mà không thể bỏ qua h được nhé, không bỏ qua h được. Thì lúc này chúng ta phải tính lực hấp dẫn có cả h nữa, F hấp dẫn thì bằng g nhân m lớn nhân m trên r cộng h tất cả bình.
Bây giờ nó thay bằng r m nhỏ. R bây giờ bằng h thì sẽ là h ở chỗ r. H bây giờ bằng r. R cộng r là 2r. 2r tất cả bình là 4r bình. Được rồi. Thế mà trong cái trường hợp này ấy, lực hấp dẫn lại đóng vai trò lực hướng tâm, bằng lực hướng tâm. F hướng tâm lại bằng m v bình trên r. Ở trên r tức là tổng khoảng cách ấy, tức là r cộng h tất cả bình thì bằng m trên v bình trên 4. À, m v bình trên r thôi, không 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 có bình nhá. Ở trên trên 2r thôi. Đấy, r cộng r là 2r. Bây giờ em cho hai bằng nhau. Đấy, xong rồi rút gọn đi. Suy ra g nhân m lớn nhân m nhỏ trên 4r bình bằng m v bình trên 2r. Thế sao rút gọn thầy đi? Cái m rút gọn hết đi. Ở đây có r mũ 2 với r rút gọn đi. Bây giờ 4 với 2 rút gọn đi thì còn 2 thôi. Đấy, vậy từ đó ta mới suy ra v bình bằng m lớn trên 2. Bây giờ thay từ đây này. Từ đây là rút ra này. Đấy, rút ra này. G nhân m lớn thì bằng g nhân r bình. Đấy, thay trở lại đây. Thì bằng đây. Gm bằng g nhân r bình. Đấy, g nhân r bình là trên 2. Vậy chúng ta suy ra. Suy ra về bằng căn bậc 2 của g r bình trên 2. G r bình trên 2. À, cái này không có bình tại chỗ GR trên 2 thôi. Đây, là thầy bổ sung lại chỗ này. Ở chỗ này là có R nữa. Thầy cái thiếu chữ R vào đây. R vào đây. Đấy, cái này có R ở dưới nữa. Vậy giúp gọn đi bằng GR trên 2. GR trên 2. Vậy thì tóm lại là ta có V bằng căn bậc 2 của GR trên 2. Bây giờ thay số vào. Bằng căn bậc 2 của 10 nhân 16.400 nhân 1.000 nhân 1.000 trên 2. Cái này bấm máy tính ra. Bấm máy tính ra nó sẽ là bằng 56 56,9 mét trên giây. Thì cái này nó xấp xỉ bằng 5,66 km trên giây. Thế còn cái phần dưới thì em tính như bình thường nhé. Là ta có V bằng R omega. Vậy nó suy ra omega bằng V trên R. Đấy, thay bằng V là bằng 5 6 5 6 7 9 trên R là 6.400 cho 1.000. Bấm ra. Xong rồi ta có T bằng 2 pi trên omega. Đấy, tức là bằng. Thế nên tự tính nhé. Đây chắc chắn sẽ ra thôi.